Soo-hyun và hành trình thăng hạng diễn xuất qua 8 bộ phim đình đám. 12 năm gắn bó với nghiệp diễn, Kim Soo-hyun tuy không đóng quá nhiều bộ phim, nhưng những tác phẩm mà anh tham gia đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thông báo trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm nhập ngũ với tác phẩm Psycho But It's Okay, Điên Thì Có Sao, tài tử Kim Soo-hyun chắc hẳn sẽ làm thỏa lòng mong ngóng và chờ đợi từ các mọt phim Hàn. Trước khi thưởng thức màn tái xuất của chàng diễn viên đa năng này, thì hãy cùng Blog News điểm lại những bộ phim nổi bật đã làm nên tên tuổi của Kim Soo-hyun nhé! 1. Dream 2 – Bay cao ước mơ. Dream 2 là câu chuyện về hành trình chinh phục ước mơ ngôi sao của 6 học sinh trường trung học nghệ thuật Kirin. Trong phim, Kim Soo-hyun vào vai chàng sang Sam Dong chân chất, quê mùa nhưng lại có giọng hát thiên phú. Anh vốn luôn muốn trở thành một chủ trang trại, nhưng vì thiếu tình yêu với Hee Mi, Bae Suji thủ vai, cô nữ sinh chuyên ngành thanh nhạc cổ điển. Sam Dong đã hạ quyết tâm để được vào ngôi trường danh tiếng. Từ đây, anh nhận ra hoài bão thật sự của mình và bắt đầu luyện tập hăng say để chạm tới ước mơ âm nhạc. Qua 5 tháng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Sam Dong cùng những người bạn đã dần trưởng thành và gặt hái được nhiều thành tựu trên bước đường sự nghiệp. Họ đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của đam mê và tinh khôi của những dung cảm đầu đời. Bộ phim không chỉ đưa tài năng của Kim Soo-hyun đến gần hơn với công chúng, mà còn khiến người hâm mộ bất ngờ trước giọng hát ấn tượng của anh. 2. The Moon Embracing the Sun – Mặt trăng ôm mặt trời. Là bộ phim gây tiếng vang lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo-hyun, The Moon Embracing the Sun xoay quanh chuyện tình giữa Lee Won, Kim Soo-hyun thủ vai, quốc vương triều đại Joseon và Ho Jong-woo, Han Ga-in thủ vai, con gái đại đề học Hoàng Văn Quán, Sun-woo Jae-duk. Lee Won gặp Jong-woo trong một lần nàng vào cung, dự lễ đăng khoa trạng nguyên của anh trai, chàng đã đem lòng yêu Jun-woo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô tiểu thư thông minh xinh đẹp Jong-woo sau đó đã được chọn làm thái tử phi của Lee Won. Cay đắng thay, chỉ vài ngày trước hôn lễ thì cô bị hãm hại và qua đời bởi một âm mưu chính trị. Lee Won vì thế buộc phải kết hôn với Jong-woo Ki-ung, Kim Min-seo thủ vai, con gái sử tào phán thư Jeon Dae-hang. Rồi một ngày kia, định mệnh đã đưa Lee Won gặp nữ pháp sư giống Jong-woo như hai giọt nước. Chàng bắt đầu nghi ngờ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ và tiến hành điều tra về cái chết của nàng 8 năm về trước. 3. The Thief – Đội quân siêu trộm. Sau hình ảnh chàng trai ngố tàu trong Dream 2 và vị hoàng đế điển trai trong The Moon Embracing the Sun, thì Kim Soo-hyun lột xác trở thành siêu đạo trích trong bom tấn điện ảnh The Thief. Anh vào vai phụ Jam Pano, thành viên của một băng đảng trộm cắp chuyên nghiệp. Họ đã bắt tay cùng những siêu trộm người Hoa để thực hiện phi vụ lấy viên kim cương giọt lệ Thái Dương trị giá 20 triệu USD tại một sòng bạc ở Macau. Sở hữu những biệt tài như hóa trang, trèo tường, phá khóa, họ đã lấy cắp thành công nhiều vật phẩm đắt tiền trong quá khứ. Tuy nhiên, trong phi vụ mới này thì giá trị quá lớn của viên kim cương đã làm nảy lên lòng tham của một số thành viên, khiến họ không thể đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh những tình tiết hồi hộp gay cấn thì phim còn thu hút khán giả với những khoảnh khắc hài hước pha lẫn lãng mạn. Với 13 triệu lượt xem chỉ sau 2 tháng công chiếu, The Thief được đánh giá là một trong những tác phẩm ăn khách nhất của điện ảnh Hàn. 4. Secretly Greatly Ẩn Thân. Trong Ẩn Thân, Kim Soo-hyun đảm nhận vai Won Ri-won, chàng thiếu tá của quân đội nhân dân Triều Tiên. Tinh nhuệ, thông minh, thông thạo 5 ngoại ngữ. Thế nhưng Ri-won phải ẩn mình dưới thân phận chàng ngốc, bang Dong-gu để hoàn thành sứ mệnh cao cả là thống nhất đất nước. Anh cùng hai điệp viên ưu tú khác nằm vùng trong một khu dân cư nghèo tại Seoul và chờ đợi nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Sống trong tình cảm chan hòa của những người dân nơi đây, Ri-won ngày càng thêm yêu mến và gắn bó với mảnh đất này. Vì vậy, trong giây phút cận kề cái chết, điều anh nghĩ tới không gì khác ngoài những kỷ niệm mà anh đã có với ngôi làng nhỏ. Secretly Greatly đã đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo-hyun khi anh nhận giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh tại lễ trao giải nghệ thuật Bách Sang lần thứ 50. 5. My Love From The Star – Vì Sao Đưa Anh Tới. Hiếm có diễn viên nào lại tạo nên cú đúp những tác phẩm thành công vang dội trong thời gian ngắn như Kim Soo-hyun. Chỉ sau hơn một năm tạo tiếng vang lớn với The Moon Embracing the Sun thì anh tiếp tục chinh phục trái tim khán giả với My Love From the Star. Trong phim, Kim Soo-hyun thủ vai Do Min-jun, chàng trai người ngoài hành tinh với ngoại hình và năng lực xuất chúng. Trong một lần du ngoạn đến trái đất bằng UFO, anh đã bị mắc kẹt và buộc phải ở lại đây. 4 thế kỷ trôi qua, khi ngày Do Min-jun trở về quê hương đã gần kề thì anh tình cờ gặp cô diễn viên xinh đẹp Chon Song-ji do Jun Ji-hyun thủ vai. Người níu bước chân anh ở lại thế giới loài người. Từ những khoảnh khắc hài hước đến những giây phút đau khổ thì Kim Soo-hyun đã vô cùng xuất sắc trong việc lột tả cảm xúc và nội tâm của nhân vật.
hiện tượng My Love From The Star đã mang lại cho anh giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất hạng mục truyền hình tại lễ trao giải nghệ thuật BAFTA năm 2014. 6. The Producers, hậu trường giải trí. The Producer là bộ phim kể về thế giới sau ánh đèn sân khấu của những chương trình truyền hình lớn nhất tại Hàn Quốc. Trong tác phẩm này, Kim So-hyun hóa thân thành Baek Seung-chan, chàng đạo diễn trẻ thật thà và non nớt. Vì mới vào nghề nên anh gặp phải rất nhiều rắc rối và những tình huống oái oăm. Tuy vậy, anh luôn nỗ lực để ngày nào đó có thể tự mình điều hành một chương trình lớn. Seung-chan đem lòng cảm mến đàn chị, Tak Jae-jin do Gong Hyo-jin thủ vai, nhưng tình cảm của anh lại không được đáp trả. Mãi về sau, Seung-chan mới nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Jae-jin chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Người mà anh thực sự rung động chính là cô ca sĩ xinh đẹp Cindy, IU thủ vai. Bộ phim đã tiếp tục chứng minh tài năng diễn xuất của Kim So-hyun khi anh ấp trọn giải thưởng lớn, hạng mục danh giá nhất tại lễ trao giải Korean Drama Awards. 7. Real sự thật. Là tác phẩm cuối cùng mà Kim So-hyun tham gia trước khi nhập ngũ, Real xoay quanh cuộc sống của Jang Tae-yong, Kim So-hyun thủ vai, người đàn ông lạnh lùng và đa nhân cách. Anh không những là một tay súng cừ khôi mà còn là một nhân vật khét tiếng trong thế giới ngầm. Với tham vọng xây dựng đế chế Casio để điều khiển cả thành phố, Tae-yong sẵn sàng thẳng tay loại trừ bất cứ ai cản trở con đường của mình. Nhưng rồi một ngày kia, sự xuất hiện của chuyên viên trị liệu Song Jo-wa, Soo-li thủ vai và nhà báo Han Jae-won, Han Ji-un thủ vai đã giúp Tae-yong thay đổi cuộc đời và tìm lại nhân cách thật sự. Bên dưới những hình ảnh bạo lực của thế giới xã hội đen phức tạp, tác phẩm còn mang đến cho khán giả những khoảng sáng, những điều tốt đẹp trong nhân cách của con người. 8. Psycho But It's Okay, Điên Thì Có Sao. Psycho But It's Okay, Điên Thì Có Sao là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Kim So-hyun sau khi xuất ngũ. Nam tài tử đã chứng minh rằng cái tên của anh chưa bao giờ hết hot và năng lực diễn xuất ngày càng thăng hạng. Mặc dù chọn trở lại trong một bộ phim tâm lý xã hội, thậm chí còn thủ vai một nhân viên sức khỏe cộng đồng nghèo khổ, chỉ quần quanh chăm sóc người anh trai bị tự kỷ. Tuy nhiên, Kim So-hyun vẫn tạo ra khí chất riêng cho nhân vật Kang Tae của mình. Chính khí chất hơn người cùng tấm lòng thiện lương của Kang Tae đã khiến nữ nhà văn nổi tiếng Woo Min-young phải để ý đến anh. Là một nữ tác giả truyện thiếu nhi rất được mến mộ, đi đến đâu ánh hào quang tỏa ra đến đó. Nhưng Woo Min-young lại mắc chứng rối loạn nhân cách xã hội do trải qua một tuổi thơ đầy tủ nhục. Người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng, vô cảm, tính cách phức tạp và không còn tin vào tình yêu này có vẻ như sẽ dần thay đổi trước chàng trai dịu dàng Kang Tae. Chỉ vừa ra mắt 4 tập nhưng Điên Thì Có Sao đã sớm gây chú ý và đạt được rating khá cao so với các phim chiếu cùng giờ. Với kịch bản phim tình cảm, lãng mạn xen lẫn nhiều yếu tố ma mị, đào sâu khai thác các vấn đề tâm lý của con người, cách kể chuyện sáng tạo, hấp dẫn, kỹ xảo, màu sắc trang phục trong phim cũng được trau chuốt kỹ lưỡng. Điên Thì Có Sao hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp của Kim So-hyun. Vậy là Blong New đã cùng các bạn điểm tên 8 bộ phim nổi bật đã làm nên tên tuổi của Kim So-hyun rồi. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.